rồi, nãy giờ Thư quên à, đang không có nhớ bấm luôn video thì rất là tuyệt vời cả nhà nha. Và trước khi mà bắt đầu thì Thư cũng xin gửi một lời biết ơn đến hai vị huấn luyện viên đã lập ra câu lạc bộ Chí Tử Tú, đó chính là huấn luyện viên Miss Thanh Tú và huấn luyện viên anh Mr. Công Minh. Thì bộ công thức mà Thư đang chia sẻ với cả nhà thì cũng là công thức mà Thư đã được học trong câu lạc bộ Chí Tử Tú, được hướng dẫn bởi huấn luyện viên Miss Thanh Tú cả nhà ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, trước khi bắt đầu thì cái chủ đề là gì ạ? Đó chính là thiết lập mục tiêu 30 ngày, thiết lập mục tiêu 30 ngày và những cái bí kíp để giúp cho cả nhà hoàn thành được mục tiêu 30 ngày của mình cả nhà nha. Rồi bây giờ trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng nhau ra quyết định cái kết quả mà chúng ta mong muốn khi mà tham gia các buổi livestream này cả nhà. Anh chị đang mong muốn điều gì, anh chị mong muốn đạt được điều gì, đạt được cái mục tiêu của mình hay là bất cứ điều gì, hãy ra quyết định là mình cái kết quả mà mình mong muốn, được không ạ? Rồi chúng ta bắt đầu nha. Rồi chúng ta quay trở lại cả nhà nha. Và cùng tuyệt vời thì chủ đề hôm nay, hồi nãy tôi đã nói, thì các anh chị nào chúng ta, anh chị đã có mục tiêu 30 ngày tháng 9 của mình chưa ạ? Anh chị nào chưa có thì comment thông số 1 cho tôi thấy nha. Anh chị nào có rồi thì comment thông số 2, được không ạ? Rồi vô cùng tuyệt vời. Nhớ anh chị nào mà chưa có thì mình hãy liên hệ ngay với người bạn của mình để mình được hỗ trợ, mình được hướng dẫn cả nhà nha. Mình lên cho mình một cái mục tiêu là, thì đối với sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn ở cả nhà, nếu như cả nhà không biết mình muốn gì, tức là không có mục tiêu, thì mình sẽ không có đạt được cái điều mà mình muốn, được không nhà, cả nhà? Vì vũ trụ và tiềm thức của không có biết là cả nhà muốn cái gì để mà đi hút cái nguồn lực mà đưa về cho cả nhà cả, cho nên đây là một cái chìa khóa rất quan trọng trong cái bộ môn luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức, cả nhà lưu ý nha, được không ạ? Rồi anh chị nào mà chưa có bạn thì sao, liên hệ ngay với Thư để được hỗ trợ và hướng dẫn, được không ạ? Rồi thì đối cái công thức mà mục tiêu trong câu lạc bộ Chí Tử Tú đó là đặt mục tiêu thông minh cả nhà nha, SMART goal. Tuy nhiên thì có 5 yếu tố khi mà cả nhà lên mạng đó, cả nhà search ra thì công thức đặt mục tiêu thông minh thì người ta có rất là nhiều ở trên mạng. Tuy nhiên vì sao mà có nhiều người, người ta cũng ép ở ngoài kia, không có trong môi trường câu lạc bộ, người ta cũng ứng dụng công thức SMART goal nhưng mà người ta chưa có đạt được cái mục tiêu của người ta, tại vì sao ạ? Người ta chưa có ứng dụng dùng công thức đó nhưng mà phải ứng dụng luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức vào, thì trong câu lạc bộ có cái điểm khác biệt này. Như vậy anh chị nha, chúng ta dựa trên cái nền tảng là công thức SMART goal, đặt mục tiêu thông minh, nhưng mà chúng ta còn một vài cái yếu tố nữa mà những cái yếu tố này giúp cho chúng ta ứng dụng triệt để luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức để chúng ta nhanh chóng đạt được, chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình một cách nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua một thiết là cách thiết lập mục tiêu thông minh theo luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức cả nhà. Yếu tố đầu tiên thì có 8 yếu tố cả nhà. Các yếu tố đầu tiên cả nhà ghi ghi lại nha. Ở đây Thư chưa có bạn, Thư chưa có chuẩn bị bản cả nhà. Cũng là mong là trong thời gian sớm nhất thì Thư có bản để có thể giúp cho cả nhà hình dung dễ dàng hơn. Yếu tố đầu tiên là S S cả nhà nha.
Để sờ sẽ đó. Được không ạ? S thì có nghĩa là đơn giản cụ thể. Thì ở đây cả nhà lưu ý nè, đơn giản cụ thể tức là cả nhà muốn muốn cái gì thì nói rõ ràng cái đó, muốn tiền thì phải là bao nhiêu tiền, được không ạ? Không có nói, tôi không nói, nói chung chung không được. Tôi muốn giàu thì như thế nào là giàu? Ví dụ có nhiều anh chị nói là tôi muốn nhiều tiền, là nhiều tiền, nhiều thì trên thai gọi là nhiều rồi. Ví dụ nếu như mà chị nói là muốn nhiều tiền thì thế thì vũ trụ cho mình hưởng ứng và đã cho mình 20.000 thì là nhiều rồi đó. Nhưng mà mọi người có happy hay không, có thực sự hài lòng, có thực sự vui vẻ ở trong bên trong lòng mình hay chưa, đúng không ạ? Cho nên là các anh chị nhớ nha, rõ ràng symbol chữ S đó là đơn giản cụ thể, muốn cái nhà, muốn cái xe, muốn cái muốn số tiền nào đó thì phải rõ ràng ra em nhà nhà. Rồi yếu tố thứ hai, M là đo lường được. Đo lường được thì ở đây mình sẽ cụ thể chữ S và chữ M nó sẽ đi cùng với nhau, là nó sẽ gọi là liên tiếp với nhau. Rồi muốn, bây giờ M là muốn là rõ ràng cụ thể rồi, thì tiền là bao nhiêu tiền, căn nhà, giả sử anh chị đặt mục tiêu là căn nhà thì nhà này là nhà mấy tầng, nhà này màu gì, trong nội thất có gì, nhà cấp mấy, trên đường gì, khu vực nào, quận nào. Các anh chị nhớ nha, chi tiết rõ ràng và chi tiết measure measurable, đo lường được, tức là anh chị phải thêm vào cái chi tiết của cái mục tiêu của mình. Nhà thì đó, như tôi chia sẻ, còn anh chị đặt mục tiêu là xe thì sao, xe này xe gì, hãng gì, màu gì, nội thất xe màu gì, đúng không ạ? Đó, đây là những cái ví dụ cho anh chị dễ hình dung nhất. Nhưng mà hôm nay mục tiêu 30 ngày thì chúng ta là mục tiêu tài chính 30 ngày, cho nên nó sẽ là số tiền cả nhà nha. Rồi tiếp theo, rồi A, yếu tố thứ tư là A, yếu tố thứ năm, thứ ba là A, yếu tố thứ tư là R. A và R có nghĩa là khả thi và hiện thực. Khả thi và hiện thực cả nhà nha, A là khả thi và R là hiện thực. Thì cái A và R này nó sẽ được tính như sau, đó là tham chiếu của hai lợi nhuận 2 tháng gần nhất. Thưa ví dụ bây giờ là tháng 9 đúng không ạ? Thì 2 tháng gần nhất của cả nhà là tháng mấy, đó là tháng 7 và tháng 8. Thì để tính được con số lợi nhuận mục tiêu của tháng 9 này thì cả nhà sẽ lấy lợi nhuận của tháng 7 và tháng 8 cộng lại chia 2. Sau khi chia 2 rồi cả nhà nhân giúp Thư 1,3, được không ạ? Tức là hay còn một cái cách biểu đạt khác, đó là trung bình cộng lợi nhuận của 2 tháng gần nhất nhân cho 1,3. Nhớ nha cả nhà, trung bình cộng là cả nhà phải chia, sau khi có tổng của tháng 7 và tháng 8 rồi cả nhà phải chia 2, sau khi chia 2 rồi nhớ nhân 1,3. Thư ví dụ nha, ví dụ một anh chị là tháng tháng 7 5 triệu đi, thu nhập 5 triệu đúng không? Tháng 8 cũng 5 triệu thì tổng 2 tháng là 10 triệu đúng không cả nhà? 10 triệu mình chia 2 là ra 5 triệu. Đúng không? 5 triệu thì bây giờ mình mới nhân với hệ số 1.3. Thì sẽ bằng, sáu triệu sáu luôn cả nhà. Thôi kiểm tra lại bình thường cái máy tính nó đang rõ ràng. À đúng rồi, 6 triệu rưỡi cả nhà nha. Nha. Thì anh chị, các anh chị nào trường hợp như vậy thì mình sẽ đặt mục tiêu tháng này là mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu tài chính của tháng 6 á. Ơi, tháng 9, mục tiêu tài chính, lợi nhuận mục tiêu của tháng 9 đó là 6 triệu 500 ngàn đồng. Được chưa ạ? Rồi, tiếp theo, đó là chữ T, yếu tố thứ 5 là chữ T. T có nghĩa là mốc thời gian cụ thể. Thì ở đây chúng ta sẽ đọc
đặt cái mốc thời gian là mục tiêu 30 ngày mà, cho nên tháng 9 này có 30 ngày thì sẽ là mốc thời gian của mình là tới tháng 9, à, 30 tháng 9. Rồi cả nhà biết giúp Thư cái câu này nha. Mốc thời gian cụ thể được không ạ? Và yếu tố thứ sáu, thứ năm và thứ sáu nó sẽ liên tiếp với nhau. Thứ sáu đó là đặt ở thì hiện tại. Rồi cả nhà ghi giúp Thư cái câu này lại nè. Hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2024, tôi có tổng lợi nhuận trong tài khoản ngân hàng. Ngân hàng cả nhà xài ngân hàng gì thì ghi tên ngân hàng đó, là của tôi là, rồi cái số tiền mà mình vừa mới tính ra được không ạ? Cái con số mình vừa mới tính ra trung bình cộng của 2 tháng gần nhất nhân cho 1,3. Đây là Thư đang hướng dẫn cho những anh chị mới. Anh chị nào là một thời gian rồi thì có thể nhân 1,5, còn tự tin nữa thì nhân 2. Nhưng những anh chị mới mới biết luôn thì giúp Thư, lưu ý giúp Thư là nhân 1,3. Được không cả nhà? Được không ạ? Rồi. Chưa? Thư đọc lại nha. Hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2024, tôi có tổng lợi nhuận trong tài khoản, xong rồi tên ngân hàng của mình, của tôi là số tiền mà mình vừa mới tính ra được, rồi chấm. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Được chưa ạ? À? Rồi tiếp theo yếu tố thứ thứ bảy và thứ tám đó là hình ảnh hóa và cảm xúc. Thì cả nhà sẽ có một cái sườn để cả nhà viết một cái bức tranh, cả nhà nhà viết cái bức tranh để mà mình hình dung tưởng tượng. Tại vì sao? Tại vì tiềm thức của mình nó rất là thích cái gì màu sắc, cái gì sinh động, nó rất là thích hình ảnh anh chị nha. Nó thích cái gì sặc sỡ, màu sắc và sinh động, nó thích hình ảnh. Ở đây không phải là chúng ta sẽ ngồi vẽ ra cái bức tranh gì đó không, mà là chúng ta làm một cái bài văn mô tả về cái bức tranh mà chúng ta hoàn thành được cái mục tiêu của mình vào ngày 30 tháng 9 này. Giống như là chúng ta sống trước, mỗi ngày chúng ta sống như là cái hôm nay là ngày 30 tháng 9 giờ cả nhà nha. Thì cái bức tranh này nó sẽ có cái gì, bây giờ cả nhà ghi lại với Thư ý nha. Và sau đó, sau buổi này thì Thư sẽ gửi cho cả nhà cái có bức tranh mẫu, nhưng mà nhớ bức tranh mẫu là để tham khảo cả nhà nha. Bức tranh mẫu là giúp mình tham khảo thôi, chứ không, chìa khóa đây là phải có cảm xúc, tức là để mọi người tham khảo và biết cái dàn ý là viết như thế nào. Nhưng mà cả nhà phải viết theo lời văn của bản thân mình, của chính mình, được không ạ? Mình đọc mình phải phải thấy cảm xúc, mình phải hiểu cái bức tranh đó, cái khung cảnh đó, thì tiềm thức của mình nó mới được kích hoạt, nó mới đi thu hút nguồn lực về để giúp cho mình đạt được cái mục tiêu 30 ngày này, được không cả nhà? Rồi cả nhà lưu ý. Rồi Thư sẽ chia sẻ cái bức tranh đó cần gì. Đầu tiên cái bức tranh đó cả nhà cũng sẽ viết cái câu khẳng định vừa rồi. Hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2024, tôi có tổng lợi nhuận trong tài khoản ngân hàng của tôi là số tiền lợi nhuận mục tiêu. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cả nhà lưu ý là số, con số này phải viết ra đúng, không có ghi tắt, không ghi là ví dụ như là 6 triệu 5 ghi 6,5 TR không. Ghi giúp Thư bao nhiêu số không đợi đầy đủ ra cả nhà, tiềm thức của mình, để kiểm tiềm thức của mình nó được hưởng ứng với con số lớn nha cả nhà nha. Được không ạ? Rồi tiếp theo, trong cái bức tranh đó thì cả nhà sẽ nói là lúc đó là mấy giờ, bây giờ là mấy giờ. Và lưu ý là nên lấy thời gian là từ sáng cho tới trưa thôi, tại vì đây là cái thời gian có cái năng lượng cao nhất ở trong ngày cả nhà nha. Nên là hãy lấy cái khung thời gian này để là lúc, để lúc mà mình hình dung lại, mình nhắm mình hình dung thì mình vẫn còn thấy được, mình nhắm mắt lại là đã tối rồi. Nếu mà cả nhà còn chọn cái thời gian diễn ra, cái khung cảnh diễn ra là buổi tối nữa thì nó không dễ hình dung cho những cái người mới, được không ạ? Rồi và cả nhà nói gì nữa nè, hôm lúc đó là đang mặc đồ gì, đang ở đâu, khung cảnh ở xung quanh như thế nào, ghi lại nha. Miêu tả một vài cái chi tiết và năm giác quan của mình cảm nhận như thế nào, tai mình lúc đó đang nghe cái âm thanh gì, mình cảm thấy như thế nào, mắt mình nhìn thấy cái gì, làn da của mình cảm nhận không khí ở đó như thế nào, được không ạ? Nếu mà lúc đó cả nhà đang đang ăn uống cái gì đó thì cái vị của mình cảm nhận là vị gì, mũi mình ngửi thấy mùi gì,
đó, hãy đi qua năm giác quan của mình, làm mình cảm nhận cái gì thật, cho nó thật sinh động ở trong cái giây phút đó, đồ mà lúc đó cả nhà mặc đồ màu gì, nhớ mặc cái đồ bộ đồ đẹp nhất của mình và càng nổi càng tốt. Lưu ý là không mặc đồ màu đen nha cả nhà nha, tại vì khi mà cả nhà nhà nó hình dung nó đã tối rồi, cả nhà còn lựa chọn cái màu sắc màu đen thì chưa có hiệu quả lắm đối với những người mới như cả nhà. Và nhớ tiềm thức của mình nó rất thích cái gì màu sắc sặc sỡ, nên là hãy cho lựa cái bộ đồ màu sáng lên nha, đỡ mặc. Rồi gì nữa nè, sau đó là cái phần miêu tả. Rồi khi mà cả nhà đang làm công việc đó, ví dụ như là cả nhà đang ăn sáng hay là đang dọn dẹp nhà cửa vân vân, bất cứ một cái hành động nào, hay là lúc đó cả nhà đang đi cà phê, một cái quán cà phê rất chi là chill, mình rất là thích cái quán cà phê đó, khung cảnh của quán cà phê đó cũng rất là xinh, rất là đẹp, đang check in chụp hình vân vân, tùy cả nhà nha. Quan trọng là cả nhà cảm xúc. Và đương nhiên lưu ý là cái nơi đó, cái địa điểm đó thì phải là địa điểm cả nhà tới rồi thì mình mới hình dung được. Mình còn mình lựa, ví dụ như mình đang ở Việt Nam mà mình hình dung là cái đó 30 tháng 4, 30 tháng 9 này là mình ăn ăn mừng thành công, mình đạt thành công, lúc đó mình đang ở Paris, Pháp đi. Nhưng mà thực mà chưa hồi xưa giờ thì mình chưa có bao giờ đi nước ngoài luôn, thì nó vô lý, đồ mà nó vô lý quá thì tiềm thức của cả nhà sẽ không tin, không tin thì cũng không có thực hiện, không đi hút nguồn lực về cho mình luôn nha. Nhớ địa điểm hàng quán hay là cái không gian nào đó phải là cái nơi của nhà đã đến rồi, chưa chưa đến thì bây giờ đó, đi đó mà có thể đến được thì hãy đến đó để cảm nhận và nhớ lại cái cảm giác mình cảm thấy như thế nào để về mình làm bức tranh cho mình, được chưa? Rồi tiếp theo là thì trong cái giây phút đó đúng không, đang tận hưởng ở cái không gian đó thì điện thoại reo lên, tinh tinh tiếng là có thể là app ngân hàng hay là tin nhắn của ngân hàng gì đó, cả nhà mở ra và thấy là thông báo là cộng vào cái số tiền ở trong tài khoản của mình, cái số tiền mục tiêu của mình đó đúng luôn. Ví dụ như hồi nãy tôi lấy ví dụ là 6 triệu 500 ngàn đồng đúng không, cộng vào 6 triệu 500 ngàn đồng, và lúc này mình quá là vui nhưng mà phải nhìn lại bất ngờ quá cả nhà, nhìn lại đúng đếm coi đúng đúng đủ đủ 6 triệu 500 chưa, hay là 6.500 đồng hay là 650.000 đúng không, đếm đúng thôi. Rồi cái nhà phải hãy hình dung là mình sẽ như thế nào, mình nhảy cẫng lên, mình nhảy yeah. Tôi đã hoàn thành mục tiêu tài chính tháng 9 năm 2024 yeah. Cảm ơn tin thức, cảm ơn vũ trụ. Yeah, tôi là siêu năm trong tiền tài sản. Thì lúc đó cả nhà rất là vui, phải hào hứng hồ hởi phấn khích lên được không ạ? Càng với cái bộ môn này cả nhà càng diễn đạt, càng diễn tốt thì tiềm thức của mình nó sẽ càng thu hút nhiều cái nguồn lực hơn đến với cả nhà được không ạ, để giúp cho mình hoàn thành mục tiêu. Và nên nhớ chỗ này là ăn mừng thành công nè, cả nhà sẽ ăn mừng ra khoe cái thành công này với ai, nhớ là cái người đó phải là cái người luôn tin tưởng ủng hộ mình nha, chứ đừng có phải là cái người bàn ra được không ạ, được không? Có thể là con cái, cái người nào mà luôn tin tưởng ủng hộ mình, hay là cái người bạn đang hướng dẫn cả nhà đó, người bạn đang đồng hành của mình, khoe với họ đi một hồi chúc mừng. Cả nhà muốn là cái người đó chúc mừng mình như thế nào thì hãy viết vào cái bức tranh của mình luôn. Ví dụ nha, Thư thì rất là hay viết là người bạn đồng hành của Thư đó, người quý nhân của mình là chúc mừng mình, thì bạn sẽ là hay Thư hay biết là chó chúc mừng chị Thư nha, siêu tuyệt vời, F1 kim siêu kim cương đấy, giống như vậy, siêu tuyệt vời, siêu giỏi, siêu giỏi, siêu thành công, giống như vậy. Cả nhà thích được chúc mừng bằng cái câu gì thì hãy viết vào bức tranh của mình, được chưa cả nhà nha? Rồi sau đó thì cả nhà sẽ dùng cái tiền này để làm gì? Phải có lý do, và cái lý do nó nên chạm vào trái tim của cả nhà thì cả nhà sẽ càng nhanh chóng đạt được cái mục tiêu hơn. Ví dụ như là báo hiếu cho ba mẹ, dẫn cả gia đình đi ăn, đầu tư vào quỹ tự do tài chính của mình để mình thành công giàu có, hay đầu tư vào trí tuệ, đầu tư vào giáo dục của mình, đầu tư vào sức khỏe của mình, vân vân cả nhà nha. Lưu ý không được ghi là để trả nợ, tôi thủ hoàn toàn không được ghi nha cả nhà nha, vì nếu mà cả nhà làm như vậy đó là mình tự làm cắt đi cái dòng cảm xúc của mình với cái mục tiêu của mình luôn, mà mình tự gây ra cái áp lực cho mình luôn cả nhà nha. Mà với tiềm thức và sức với tiềm thức và luật hấp dẫn thì cả nhà vui, càng vui vẻ càng hạnh phúc, càng hồ hởi hào hứng, càng tích cực thì những cái điều tuyệt vời nó lại càng đến nhiều hơn, được không ạ? Cơ hội khách hàng, những cái sự dễ dàng
may mắn nó đến nhiều hơn nha cả nhà nha. Lưu ý nha, mình phải vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc đủ đầy thì tiềm thức mới hoạt động tốt nhất với mình, tốt nhất cho mình, giúp đỡ cho mình, được không? Hậu thuẫn cho mình một cách tốt nhất, được không cả nhà nha? Rồi rồi sau đó thì cả nhà cũng biết biết ơn. À, Thư bổ sung một chút xíu, trước khi bắt đầu bức tranh đó, trước khi mà miêu tả là ngày hôm đó mấy giờ thì cả nhà nhớ biết ơn các nguồn lực đang có và các nguồn lực có thể có ở trong vào bức tranh của mình. Và cuối thì cũng có thể một vài cái lời biết ơn nữa để đúc kết lại, được không? Biết ơn tình thức của vũ trụ vì đã giúp cả nhà đạt mục tiêu nè, được không ạ? Rồi đó là về phần mà mục tiêu tài chính 30 ngày cả nhà nha. Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần vô cùng là đặc biệt trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, đó là các những cái bí kíp để giúp cho cả nhà, 10 bí kíp mà giúp cho cả nhà đạt được mục tiêu cách nhanh chóng. Bí kíp thứ nhất, nhớ không ạ? Đầu tiên để mà đạt được cái mục tiêu thì phải có mục tiêu đã. Thì mục tiêu chúng ta nhớ là ở phần 1 phải thỏa 8 yếu tố cả nhà nha. 5 yếu tố của mục tiêu thông minh và 3 yếu tố của 3 yếu tố của người hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức. Cả nhà nhớ, khi mà đặt mục tiêu ra thì chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với mục tiêu của mình, không có đổ lỗi, không có vì cuối tháng mình phải làm hết mình với vì cái mục tiêu của mình, chứ không có, nếu mà chưa đạt được thì mình phải rút ra bài học và mình cố tiếp tục phấn đấu tiến về phía trước, hoàn thiện mình, phát triển mình để mình khớp con số của mình khớp với cái mục tiêu đó và mình đạt được cái mục tiêu đó, chứ không có tự trách móc mình nha cả nhà nha, và cũng không có đổ thừa đổ lỗi cho người này người kia, được không ạ? Lưu ý nha cả nhà nha. Rồi những cái bí kíp để chúng ta hoàn thành mục tiêu, đầu tiên phải có một mục tiêu theo như là cái những cái tiêu chí mà tôi đã chia sẻ ở phần một. Và thứ hai, bây giờ cả nhà sẽ dùng cái app Meitu, MEITU nhà, đa web về, và cái trong điện thoại cả nhà khi mà xem lại những cái giao dịch cũ mà khi mà tiền về á, thì chụp màn hình cái bức hình đó, được không ạ? Chụp màn hình lại rồi vào cái app Meitu này, cả nhà sẽ chỉnh sửa lại cái con số, xóa cái con số ở trong con số cũ đi và xóa cái ngày tháng đi, mà lựa chọn cái phông chữ cỡ chữ phông chữ phù hợp với cái hình mà mình chụp á, cái hình mà điện thoại ngân hàng của mình á, cái app ngân hàng của mình nó dùng, được không ạ? Cho nó hòa khớp với nhau, thay ngày là ngày 30 tháng 9 năm 2024. Rồi số tiền là cái số tiền mà mình tính ra được số tiền lợi nhuận mục tiêu 30 ngày của mình, được không ạ? Rồi tiếp theo là mình sẽ để ở màn hình điện thoại, mình lưu ở màn hình chính điện thoại, mỗi ngày mình nhìn vào đó, và mỗi ngày mình nhìn đó là mình sẽ hình dung ra, hình dung tưởng tượng. Thì cái bức tranh hồi nãy tôi vừa muốn hướng dẫn cả nhà biết đó, cả nhà chỉ cần hình dung cái khoảnh khắc mà tiền cộng vào thì cả nhà vui ra sao, được không ạ? Hào hứng như thế nào, giống như đó phải diễn, mỗi ngày phải diễn đó mấy lần nha cả nhà nha. Lấy ví dụ đây là cái điện thoại nha, nhìn vào đó, giống như vậy cả nhà nha, được không cả nhà? Đó, đây là một cái ví dụ, cả nhà phải càng sống phải càng hào hứng và giữ được cái cảm xúc hào hứng hồ hởi phấn khích như vậy á, thì cả nhà lại càng nhanh đạt được mục tiêu, được không ạ? Rồi nhớ nha, luật hấp dẫn là chìa khóa của nó là cảm xúc, và cảm xúc càng cao thì mình sẽ càng thu hút được nhiều nguồn lực. Nhớ cảm xúc cao và tích cực nha cả nhà nha, chứ không cao mà cảm xúc cao mà không tích cực thì sẽ hút đến cái gì thì cả nhà biết rồi đó, những cái điều nó không được ok đâu. Rồi và mình sẽ diễn cho thật giống, diễn như thể là đang xảy ra, càng diễn thật thì nó lại càng nhanh đạt được cả nhà nha. Rồi để và cái việc này để làm gì, để cả nhà đưa cái con số mục tiêu của mình vào trong tiềm thức. Khi mà nó vào được tiềm thức rồi á thì tiềm thức mới bắt đầu đi thu hút nguồn lực giúp cho mình đạt được cái mục tiêu này nha cả nhà nha. Rồi tiếp theo đó là sấm sét nhiệm màu cả nhà. Đây, sấm sét nhiệm màu cả nhà nha.
cái nhà in ra sẽ gửi thư, sẽ gửi cho cả nhà, cả nhà anh có bạn liên hệ bạn của mình để được nhận cái mẫu này, nó sẽ trống trơn hết và mình điền thông tin. Thì cái chỗ đầu tiên ngày nhận mình sẽ là ngày 30 tháng 9 năm 2024, số tiền mình viết số tiền chữ và số tiền số ra, độ mật rồi chuyển đến đến tên của cả nhà, và tiếp theo là cái một dòng nữa thì cả nhà ghi lý do vì sao mình phải đạt được cái mục tiêu này, mình sẽ dùng số tiền này để làm gì, được không ạ? Rồi xong rồi đó, không có ký gì hết nha, ký tên là đã có vũ trụ khí rồi. Sau được chưa, nhớ là in màu nha, in màu cảm xúc, tiềm thức của mình chỉ thích cái gì màu sắc thôi nha. Và cái lý do mà để đạt mục tiêu thì càng ý nghĩa, càng sâu sắc, càng chạm vào trái tim mình thì mình lại càng nhanh chóng đạt được nha cả nhà nha. Rồi và mình hãy dán in nhiều nơi, dán nhiều nơi ở trong nhà để mình ám thị cái con số mục tiêu này vào trong tiềm thức của mình, đặt vào mắt mình, vào trong tiềm thức của mình càng nhiều càng tốt. Những cái nơi mà các bạn dễ dàng nhận thấy nha, tủ lạnh nè, nơi làm việc nè, trong ví một cái nè, ở trên tường nhà tắm vân vân, được không ạ? Những cái nơi nào mà cả nhà dễ dàng nhìn thấy đó. Rồi câu số 5, số 5 cả nhà viết ở cái nơi, viết ra hôm nay cái câu mà chị khẳng định mà chúng ta đã lập ra được ở bước 1 có, hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2024 tôi có tổng lợi nhuận là bao nhiêu đó, con số mình đã tính ra trong tài khoản ngân hàng, ngân hàng gì, tên ngân hàng mình đang sử dụng của tôi, đúng chưa? Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Rồi cái nhà đặt ở cái chỗ làm việc của mình, góc làm việc của mình, viết ra một cái tờ giấy và dán lên, để viết ra và dán lên cả nhà và cứ nhìn thấy là đọc, nhìn thấy là đọc, ngày đọc 50 lần đó nha cả nhà, được không ạ? Rồi tiếp theo đó là tuyên bố những cái tư duy của người thành công và giàu có cả nhà nha. Và hãy đọc tới đâu là cảm nhận tới đó, và đọc đứng trước gương đọc thì nó sẽ càng cảm xúc hơn nữa nha cả nhà nha. Trời, Thư chia sẻ với cả nhà mà Thư ấy rất là năng lượng luôn, ở trong người Thư không, rất là tỏa nhiệt luôn nha cả nhà. Đấy, đọc hết sức và tập trung, mà đặt tay lên tim mà đọc, đọc tới đâu là cảm nhận tới đó cho cả nhà nha, chứ không phải là không phải đọc cho qua, đọc trả bài mà đọc và phải cảm nhận nữa, có cảm xúc ở trong cái lời đọc của mình đó cả nhà nha, được không ạ? Rồi để mà mình cài đặt lại những cái tư duy niềm tin của người thành công và giàu có vào trong tầm tiềm thức của mình, được không ạ? Rồi thứ bảy, bỏ quỹ tự do tài chính, chuẩn bị giúp Thư một cái lọ trong suốt nha cả nhà nha. Đây, và Thư đặt tên nó là Nam Châm Thất Tiền, cũng như là đây quỹ tự do tài chính cả nhà đó. Bỏ mỗi ngày sẽ cả nhà sẽ bỏ ít nhất một lần, và cái này là chúng ta đang ứng dụng cái quy luật tập trung đó. Cái gì tập trung thì cái đó mở rộng, chúng ta bỏ tiền vào và chúng ta sẽ tổng kết số dư, có một cái tờ giấy tổng kết số dư ở trong đó luôn, kèm vào trong cái hũ của mình luôn. Hôm nay Thư bỏ 1.000 đi, bỏ ít nhất một lần, nhiều hơn được không? Dạ được. Không, số tiền cũng quan trọng nhưng quan trọng là thói quen, cho nên là không có giới, không có bắt buộc là phải bỏ, quy định là phải bỏ bao nhiêu tiền mà bao nhiêu cũng được cả nhà nha, có bao nhiêu thì bỏ bấy nhiêu, được không ạ? Có nhiều anh chị đặt nói là ôi chị ơi, bây giờ em ơi, bây giờ chị đang trong tình trạng là có thu nhập thì sao, thì đi xin xin người thân 1.000 cũng được, 2.000 cũng được, quan trọng là mình đang rèn cái thói quen chi trả cho bản thân mình trước cả nhà nha. Lưu ý đây là cái hũ này là hũ quỹ tự do tài chính, là tập trung vào tự do tài chính, thì tự do tài chính mở rộng trả cho mình giàu lên trước cả nhà. Bỏ vào 1.000, ngày mai cả nhà có 2.000, cả nhà bỏ 2.000 thì ngày mai cả nhà có bao nhiêu tiền, có 3.000 thì ghi số dư ngày mai là 3.000, cái bước cộng là tự cộng ở ngoài chứ không có ghi 1 + 2 = 3, không cần, ghi cái số dư cuối cùng giúp Thư thôi, cập nhật cái số dư cuối cùng thôi, được không ạ? Đó, vì sao nó trong suốt, để cả nhà nhìn thấy cái sự gia tăng của nó mỗi ngày một nhiều thì cả nhà vui vẻ hạnh phúc, và như Thư nói rồi đó, tiềm thức và luật hấp dẫn rất là thích cái gì vui vẻ hạnh phúc, cả nhà càng tạo cho mình càng có nhiều cái bí kíp mà để cho bản thân mình vui vẻ hạnh phúc ở cái tần số năng lượng cao tích cực, thì càng nhiều điều tuyệt vời, nhiều điều may mắn, nhiều cái cơ hội vàng nó được hút đến với cả nhà, được chưa ạ? Rồi tiếp theo, và phải tin nha cả nhà, tin tưởng nha, tin tưởng vào công thức nha. Và lưu ý là những anh chị nói này, tất cả những cái tiền lợi nhuận mà cả nhà nhận được đó, người khác cho từ công việc kinh doanh của mình, từ lương
vân vân, mọi thứ thu nhập sẽ trích ra 10% bỏ vào quỹ tự do tài chính của mình. Đây là cái bí kíp của những triệu phú, đa triệu phú và tỷ phú ở trên thế giới đó cho mình nha. Nha. Sau một thời gian nữa thì cái nhà sẽ thấy cái dòng tiền của mình nó được cải thiện một cách vi diệu luôn. Vi diệu cả nhà, và cái điều này không phải một mình Thư làm, không phải một mình Miss Thanh Tú làm, không phải một mình người bạn của Thư làm, mà là câu lạc bộ cùng làm và đã hàng nghìn người cùng nhau thực hành và trải nghiệm rồi cả nhà nha. Và chia sẻ thì bây giờ thì cả nhà một cái câu rất là đơn giản, tin đi cả nhà ha, cứ tin đi ha. Lỡ lỡ mà giàu thiệt thì sao, đúng không ạ? Nghi ngờ không làm là không có gì hết, nhưng mà làm có mất gì của mình đâu, mà mình giàu thiệt thì sao, đúng không? Thì đấy rồi. Và cái tiếp theo, bí kíp tiếp theo của nhà là cái thứ tám rồi đó, chép livestream từng câu từng chữ để cái năng lượng đó, cái ngôn từ của người thành công giàu có đi trực tiếp vào trong tiềm thức của mình gia tăng cái tư duy của mình lên. Đối với cái việc mà về tiền và tài sản đó, cả nhà phải biết được cái quy luật cân bằng. Thu nhập của bạn sẽ bằng giá trị nội tại của bạn bằng với tư duy gốc rễ của bạn cộng với giá trị bạn trao cho cộng đồng. Thì để tăng tư duy gốc rễ thì cái việc mà chép livestream nè, tham gia học Zoom nè là cái việc dễ dàng nhất để giúp, và đọc sách giúp cho cả nhà gia tăng cái tư duy gốc rễ của mình lên cách nhanh nhất cả nhà nha. Rồi trái với chị là như thế nào? Anh chị nào mà làm kinh doanh đó, đang giúp đỡ cho khách hàng mình giải quyết một cái nhu cầu nào đó là đang trao giá trị, và cái công việc kinh doanh là một cái công việc dễ nhất để ứng dụng quy luật cân bằng. Còn anh chị nào mà không có làm kinh doanh thì sao, hãy đơn giản là mình giúp đỡ một người nào đó tốt lên, đó là trao giá trị, được chưa ạ? Rồi và chúng ta nhớ là đọc sách, đọc những cái quyển sách vàng trong câu lạc bộ 30 phút một ngày nha cả nhà nha, dành thời gian đọc sách 30 phút một ngày, có ba quyển sách, bốn quyển sách vàng, Người giàu có nhất thành Babylon, Bí mật tư duy triệu phú, Sức mạnh tiềm thức và quyển sách màu nha, bốn bốn quyển này cả nhà, dành thời gian đọc. Tiếp theo, bí kíp số 9 đó là tham gia Zoom và ghi chép cẩn thận, tức là học Zoom nghiêm túc với nha cả nhà nha, để mình đón nhận được những kiến thức mới ở trong câu lạc bộ. Rồi số 10 đó là ăn mừng thành công của chính mình và ăn mừng thành công của người khác. Vì sao ạ? Tiềm thức của mình nó không phân biệt được thành công của ai, của các anh chị ở đây hay là của Thư hay là của các anh chị khác ở trong câu lạc bộ chúng ta, nó chỉ biết đó là thành công. Và khi mà thấy cả nhà vui vẻ hào hứng phấn khích thì tiềm thức của mình nó chỉ hiểu là ô, chủ nhân của tôi thích cái điều này, thì sao ạ, thì sẽ đưa nhiều cái thành công về với chúng ta để cho chúng ta có nhiều cái cơ hội được ăn mừng, được vui vẻ hồn hỏi hào như vậy, được không cả nhà? À, nên là ăn mừng thành công, công nhận mình, biết ơn, công nhận tiềm thức của mình, công nhận và cũng như là chúc mừng thành công của người khác cả nhà nha. Rồi và tiếp theo, bí kíp cuối cùng cả nhà đó là làm chủ tâm trí của mình. Và ở đây có một cái phương pháp, tất cả những 9 bước ở trên, 10 bước ở trên là đã cũng là góp phần giúp cả nhà làm chủ tâm trí. Và ở đây còn một cái phương pháp vô cùng đặc biệt nữa, đó chính là thực hành lòng biết ơn, viết 10 điều biết ơn mỗi ngày nha cả nhà nha, để giúp cho bản thân mình nè, từ khi khởi tạo kích hoạt những cái phép màu, những cái điều tuyệt vời thu hút đến với mình. Bản thân của chúng ta luôn ở trong cái tần số năng lượng cao trên 200. Những cái điều tuyệt vời, những cái cơ hội vàng, những cái quý nhân, những người khách hàng dễ tính, vân vân mây mây, thì nó đều nằm ở tầng nhiều tiền, tiền bạc dư dả đó, nó nằm ở tần số rung động cao. Để và luật hấp dẫn là gì, cái gì giống nhau thì sẽ hấp dẫn với nhau. Vậy thì để cả nhà hút được những cái điều đó, những cái điều, những cái vật chất, những cái kết quả có tần số rung động cao vậy, thì cả bản thân cả nhà phải cao bằng nó, thì lúc này hòa khớp thì nó mới được hút về với cả nhà. Và đây, phương pháp với lòng biết ơn này được vô cùng đơn giản và hiệu quả cả nhà nha, không chỉ là ở Việt Nam chúng ta thôi, quyển sách phương pháp này thì nó được
biết đến thông qua quyển sách đó là quyển sách Giấc Mộng mà Thư hồi nãy có nhắc đến với cả nhà đó. Và quyển sách đó thì in ra hàng triệu bản trên thế giới rồi, rất là nhiều thứ tiếng được không ạ? Không chỉ ở Việt Nam chúng ta thực hành mà trên thế giới những cái nước mà được xuất bản người ta cũng có cái cộng đồng thực hành cái việc biết lòng biết ơn này, và họ cũng có được những cái kết quả rất là vi diệu. Cho nên cả nhà cũng có thể tự tự tìm đọc để kiểm chứng, và hãy cho sách bản kiểm chứng đi ạ. Làm theo và làm theo những gì theo hướng dẫn này và kiểm chứng cái kết quả độ mật rồi, vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn và biết ơn cả nhà đã đồng hành cùng Thư trong cái buổi chia sẻ này. Rất là gửi lời chúc đến cả nhà, rất là biết ơn, cảm ơn cả nhà đã cho phép Thư rồi được chia sẻ những cái kiến thức và những cái bí kíp mà Thư được học và được ứng dụng cùng với câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Rồi, bây giờ Thư xin gửi lời chúc đến cả nhà là có một ngày vô cùng thành công, giàu có, hạnh phúc trọn vẹn từ sáng cho đến khuya cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở livestream tiếp theo. Xin chào.